Câu chuyện xảy ra trong một rạp chiếu phim. Đây là một bộ phim kinh dị rất nổi tiếng. Oh my God. Đừng lo sợ gì cả, có anh ở đây rồi. Mọi việc vẫn xảy ra bình thường. Cho đến khi cô gái ma bò ra từ trên màn hình. Mặc dù là ma nữ, nhưng cô ta vẫn còn có một vẻ đẹp quyến rũ. Và khi tình yêu mới xuất hiện, thì tình yêu cũ lại bị bỏ rơi thôi. Gái xinh thì ai mà chẳng ghen khi thấy cảnh này chứ. Nhưng làm sao cô ta có thể níu kéo một người không thuộc về mình nữa? Kể từ khi có cô bạn ma nữ, anh ta cứ quanh quẩn bên cô ta mãi thôi. Và cô bạn gái quyết định bày trò chọc phá bọn họ. Cô ta đã hóa trang thành một ma nữ mà mò tới. Nhưng mà ma nữ giả mà gặp ma nữ thật thì sao vậy? Thì sợ đến nỗi tè ra quần luôn chứ còn gì nữa. Đây là buổi tiệc dành cho các bạn ma của cô nàng ma nữ. Họ vui vẻ ca múa cùng nhau. Nhưng bữa tiệc này đâu được anh bạn trai chấp nhận chứ. Anh ta có vẻ khó chịu về việc này. Nhìn cách anh ta ăn thôi là cũng đủ biết anh ta đang giận rồi. Hello. Anh ta vẫn chưa tha thứ cho cô gái ma nữ đâu. Còn cô gái thì ra sức dỗ dành anh ta, làm cho anh ta vui lên. Lần này anh ta giận dai thật đó. Nhưng cô ta cũng biết hối lỗi lắm rồi mà. Ok. Và tấm chân tình đã cảm động được anh ta rồi đó. Đã làm ma thì liệu có sống bình thường như người bình thường được không nhỉ? Khi cô gái vừa đi thì lại có hai con ma khác xuất hiện. Khác với cô gái thì hai con ma này có ý đồ xấu với anh bạn. Nhưng cô bạn sắp sống thì đang cố bảo vệ người bạn trai của mình. Sức chiến đấu hiện tại của cô ta đã lên đến cực điểm. Vì mạnh quá nên cô ta đã giành được chiến thắng dễ dàng. Cứ yên tâm mà ngủ đi nhé anh yêu. Quen nhau cũng khá lâu rồi, hình như là 3 ngày thì phải. Ok. Cũng đã đến lúc trao cho nhau một nụ hôn rồi chứ nhỉ. Nhưng đã là ma thì làm gì mà có cảm xúc khi hôn chứ. Để tạo cho cô ta cảm xúc, anh ta đã cho cô ta xem vô số cảnh lãng mạn. Và giây phút anh mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Hôn nhau thôi. Đáng tiếc là không lãng mạn như anh nghĩ rồi. Nhìn thấy răng nanh của ta thì thành lãng xẹt luôn á, chứ lãng mạn gì. Chơi ẵn tù xì với bạn gái có thú vị không vậy? Chẳng biết, nhưng thấy tình trạng anh ta thì chẳng thú vị chút nào. No.
Cứ mỗi lần chơi thì anh ta toàn là thua. Cô gái thì vẫn điềm tĩnh với khuôn mặt lạnh ngắt. Lần này thì anh ta may mắn thắng rồi. Cô gái vẫn điềm tĩnh đón nhận cơn thịnh nộ của chàng trai. Thật ra cô ta cũng yếu đuối lắm, cô cần che chở. Cách tốt nhất thì cứ nằm lăn ra đấy cho cô ta đánh là xong rồi. Anh bạn đi ngủ sơ ý quá nên bị trộm đột nhập vào nhà rồi kìa. Và tên trộm nghĩ tối nay sẽ là một ngày bội thu của mình. Nhưng điều bất ngờ đã đến, nhà này đâu chỉ có mỗi mình anh ta. Hú hồn, may mà kịp trả lại cho chính chủ. Thôi thì trộm cái khác ít giá trị hơn vậy. Nãy giờ sao toàn gặp ma không thế nhỉ? Bình tĩnh lại, chắc đây chỉ là mơ thôi. Có ví tiền này thì coi như cũng thu hoạch được chút đỉnh đó chứ. Có vẻ cô bạn gái ma nữ này vẫn đeo bám tên trộm rồi. Đúng là một đêm thất thu của tên trộm. Trời đã khuya rồi đấy, anh ngủ đi nào. Để bạn gái nhắc nhở nhiều lần như vậy là không có tốt đâu nha. Dám bỏ ngoài tai lời của bạn gái hả? Anh ta khó chịu vì hành động đó của bạn gái. Ai bảo anh ta cứ mãi xem phim, không chịu đi ngủ làm chi? Cô ta làm thế cũng chỉ muốn tốt cho anh ta thôi mà. Để đối phó thì anh ta cũng đã tìm ra cách. Dán điện thoại lên trán của cô bạn ma nữ là xong ngay. Mình thông minh quá. Anh ta định đi đâu mà ăn mặc chỉnh chu thế? Khi ra ngoài, điều anh lo lắng nhất là cô bạn gái ma nữ kia. Để không lo lắng nữa thì anh cho cô ta đi cùng. Nhưng xác sống thì không thích ăn mặc lòe loẹt như thế đâu. Cái gì chị đã không thích thì đừng có làm nha. Ồ, tự nhiên là đẹp nhất rồi đó em ơi. Anh ta lo lắng cho cô bạn gái ma nữ rất kỹ càng. Ơ, vừa mới tắt đèn mà không thấy cô ta đâu nữa rồi. Thì ra ma nữ không ngủ bao giờ. Oh my god. Anh lại đặt cô lên giường. Lại một lần nữa cô ta lại biến mất. Chuyện gì rồi thì cũng có cách giải quyết mà thôi. Ôi, cô ta lại đâu mất rồi. Thôi, cứ để cô ta tự nhiên vậy đi. Oh my god. Bạn tưởng tượng ở với một cái xác không hồn thì có chán không? Rất là chán và buồn tẻ luôn á. Cô gái ma nữ chẳng có cảm xúc gì cả. Anh ta vẫn chưa bỏ cuộc, quyết tâm làm cô gái xác sống vui lên. Lần này thì có tác dụng rồi, cô ta đã lắc lư theo điệu nhạc. Đ-
để xem cô ta có biết nhảy không ha. Cô ta quẩy theo nhạc hơi bị sung đó, chứ đừng có đùa.